này toàn từ trước lớp học. Học sinh có trong gương xin hoan hỷ với sự tham gia của các sư huynh sư tỷ ở các gương nỗ lực học tập hạnh sáng sẻ giáo pháp của các vị thật đáng được học tập. Cầu mong cho phước khí thanh tịnh từ việc học pháp nghe mà lại quả an lạc, vượt khỏi phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, chủ nhật năm 2020 là buổi học thứ tư của bạn. Nghi thức trước khi vào lớp đã xong, chúng mời thầy hoan hỷ lên lớp học thật nhiều chánh niệm lợi lạc. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Phật Giáo đi. 84 ngày năm ha. Ngày năm. Ngày mấy tháng mấy? Biết ngày mấy quên rồi. Làm sinh nhật cho Rum nha. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước vào học một bài học mới. À, học người à, còn sót lại cái phần phía cuối này mình có liên hệ đến này. À, thân xác của chúng ta cách chính xác hơn. Nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rõ ha? Rồi tiêu cho chạy lại vô biết không? Nghe không? Ok, cứ nghe nè. Mình tiêu quỷ gì rồi? Chủ rung. Người gì? Chú Rum nghe lại chưa? Alo. Giờ này đã vô rồi. Được biết á, nhưng mà thành lập mà. Cách đấy thì được. À, vì thành phố Bến Tre yêu về Phật pháp và đã thành lập nhóm Phật pháp Bến Tre. Điều có nhớ mình biết rõ về ngày đó Pháp Bến Tre là kiên trì học thời gian, chúng tôi cũng không nghĩ là mình có thể kéo dài được như vậy. À, không ngờ là tất cả có một cái lòng tính thành về Phật pháp rất là cao độ, rất tốt. À, quan hỷ thì đứng trên cái lớp mà được tất cả mọi người và tất cả học viên đều rất là hoan hỷ học pháp. Thú mà quý vị tặng bông cho Rum Bến Tre được hoan hỷ là kéo dài lớp học tốt đẹp hơn. À, tặng bông. À, và cũng không quên nhắc tới cái
không biết mặt, không biết âm thanh ra sao, nhưng mà lớp từ đầu cho tới giờ phút này là một người rất là chuyên tâm, rất là siêng năng trong học hỏi, nhưng mà giấu mặt giấu tên, giấu luôn cả âm. Rồi quý vị lời đẹp ha. Mặt mà còn không biết tiếng luôn, không có âm thanh luôn, giấu giấu kỹ lắm, tôi lười có giấu kỹ lắm. Rồi kính thưa vậy để học giỏi nha. Không tự nhiên xưng mình giỏi mình dở được. Nhiều người ta chỉ cần nghe nghe đắc đắc thánh vô thường, nhưng đâu có phải giỏi hay dở, khó biết được vấn đề lắm. Mình cứ học còn học ha. Rồi cái nữa chặt tay để lập trình lễ bái đảm bảo tốt. Hằng sam sam bút thô phải gặp quan tăng apiwa de me soa ca to phải gặp quan ta tham mô tham năng nam sa sư bát đi ban no phải gặp quan to sa quan ca sa me sam sam bút tham mạng chết rằng các vị thầm mắt kính để đến toàn đối tượng và giáo hội chúng những gì trước đừng đọc nam mô tham gia nam mô tham gia nam mô tham gia nam sẽ bước vào bài học mới trước khi bạn sẽ học rồi tuần rồi cho nó dứt chúng ta bước vào thì trong triều xe ba ly của mới để tất cả chúng ta cùng nhau bắt được một số vấn đề trong đó. Rồi xin xin chào thầy, xin chào cả lớp, tôi xin đọc qua. Cần lại các chi nô, pháp xét vì có chung một nền tảng và cùng
tổn thác. Sắc bất ly cùng với mắt, gọi mười thành phần mắt cùng thế ấy, mười thành phần tay, mười thành phần mũi, mười thành phần lưỡi, mười thành phần thân, mười thành phần nữ tánh, mười thành phần nam tánh, mười thành phần ý vật, những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là chín thành phần mạng căn. Tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Sắc bất ly cùng với thân biểu trì, các sắc pháp này hợp thành chín thành phần thân biểu cùng với ngữ biểu trì và tiếng động, hợp thành mười thành phần ngữ biểu cùng với những đặc tính khinh nhu và thức nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thức, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thức nghiệp, 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm. Xin hết. Được rồi. Tiếp theo. Đây đọc cái đầu. Đề các đá xa cần và bí đề à hà rá sa mút hà ná ca là và 8 sắc bất ly và 11 thành phần khinh nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc pháp do vật thực tạo. Tá thá xuất thá thá cần sắc đá xá quá cần và tí ú tú sa mút hà ná ca là và phá hít hà la phàn thí áo quá xề xà
Pana sắp đề vi áp chá ti cắt mê quá tầm mắt chích tô tu cà hà rá sa mút thà nà nhát thà thắc ca mạng mạng na quá chá chá tu rồ đề tí ca là và ê cá vi vi sát tí ca là và nằm ba hít chê đá lắc khá nát ta yết chắc khá nà cá là bàn gần chít chà hù hú à cà sẵn lắc khá nà ní chá á giá mét thá cá là ba dồ chân hà. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo các pháp lưu và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 sắc pháp 9, 6 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp tâm, hiện tượng thời tiết và vật thực, vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiếng dị diệt, chỉ nêu rõ tánh tự nhiên. Bậc Hiền Trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Xin hết. Cứ để thì để đi. Tuấn chào thầy, Minh chào các lớp. Bác Trạm xin đọc bài. Sắc pháp phần ba la ba. Sắc pháp phần hai ba la ba ba la ba chô cha nè các nhóm sắc pháp ê cúp bà đà ê cá ní vô thà ê cá ní xa già xa há quýt tí ngô ê cá quỳ xa tí ngô bát cá là bà cá má. Có 21 tổng hợp sắc pháp xét vì các sắc pháp hành sanh đồng diệt cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tát thá chi vi tâm áo vi ni nít hồ ga ru bần chá chắc khu nga sa há chắc khu đá sắc càn tí bá vút chá tí ta thà sô ta đi vi sắc hình sô ta đá sắc càn kha ná đá sắc càn chi chu ha sắc càn ca giá đá sắc càn ít thí hòa quá đá sắc cần hùng hòa quá đá sắc cần quá thú đá sắc cần cần trà tí giá thà ca mằng vô chê tóc bằng á quý nếp hồ gá rù ba người quá chì quý tề ná sa hà chì quý ta na quá cà tí quá quý tí in mề ná quá cà má xà mút thà ná cà cá là bà nơi đàn quyền ánh sắc bất tùy cùng với mắt gọi là nhóm mười mắt. Cùng thế ấy, mười thành phần tai, mười thành phần mũi, mười thành phần lưỡi, mười thành phần thân, mười thành phần nữ tấn, mười thành phần nam tấn, mười thành phần tán sắc bất ly cùng với mạng quyền, gọi là nhóm chín thành phần mạng căn.
tính tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Arinipho Yaru Bang Bana Sút Thát Thát Trăng Tá Đề Quá Ca Giác Vinh Nhát Tí Gia Sá Hát Ca Giác Vinh Nhát Tí Ná Quá Căng Quá Chi Vinh Nhát Tí Sát Đề Hí Sá Há Quá Chi Vinh Nhát Tí Đá Sát Trăng Hú Tà Đi Hí Sát Hình La Hú Tà Đi Ê Ca Đá Sát Trăng Cà Giá Vinh Nhát Tí La Hú Tà Đi Đòa Đá Sát Trăng Quá Chi Nhát Tí Sát Đá La Hú Tà Đi Cà Đá Sát Trăng Cà Tí Tá Sá Múc Hà Ná Cá Là Ba. Những sắc pháp không thể tách rời nhau, hợp thành tám pháp bất tri cùng với thân ngũ tri, và các sắc pháp này hợp thành chính thành phần thân biểu cùng với ngũ biểu tri, và tiếng động hợp thành mười thành phần ngũ biểu cùng với những đặc tính khinh ngư và thích nghiệp, mười một thành phần khinh ngư thích thân biểu khinh ngư thích nghiệp, và 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khư và thích nghiệp, 6 tổng hợp nghiệp của sắc pháp do tâm tạo. Dạ, con đồng thời kính chào thầy và kính chào cả lớp. Mình đọc tiếp phần 2 của bài. Sutana vakan lahuta di eka dasakan Satta lahuta di dva dasakan Jati chattaro utusamuthana kalapa. Tám pháp bất ly, chín thành phần tiếng, mười thành phần khinh nhu và thức nghiệp, 12 thành phần tiếng khinh nhu và thức nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Sút thách thách cần lăng tà đề cà đa sa cần trà bề à hà ma sa mút thà na ca là bà. Tám sắc bất ly là 11 thành phần khinh nhu và thức nghiệp, là hai nhóm sắc pháp do Phật thực tạo. Tát tha sút tát tha cần sát đa lo cần cha ti u tu sa mút tha na na tha na ca la pa pa hi tha tha phan ti a sa se sa pa na sa đề bí ác chất thi ca mê quá tham ma chích tổ tu ca hà va sa mút thà nà yết thắc ca mạnh na quá cha cha tu đồ đề ti ca là bà hề ca vị sát ti là bà nành pa vít chê đa lắc ca nắp ta vi chất kha na la kha la pan gan cha hu a ka la kha na ni cha haya met tha kha la pa yo cha na. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo, tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự vật năng do nghiệp, tâm hiện tượng, thời tiết và vật thực. Vị sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiếng dị diệt chỉ nêu rõ tánh tự nhiên
Phật Hiền Trí nghĩ rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, alo, alo ạ. À. Alo, không biết đại tràng có nghe con nói được không ạ? À? Dạ, dạ, cảm ơn ạ. Mô Bút Tha Giá Ma Giá Nam Mô Tha Giá, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Căn là bác, dồ chân à, các nhóm sắc pháp, phần Ê cúp bà đà, ê ni rô thà, ê ca ni sa dà, sa ha vu ti nô, ê ca quỳ sa ti rù, ba ca là bà nà mắc. Có 21 tổng hợp sắc pháp, xét vì các sắc pháp này đồng sanh, đồng diệt một nền tảng và cùng tồn tại chung. Dạ, làm ơn bớt bài, dạ, cảm ơn. Tát tha chỉ huy tằng a huy ni phổ ga rù bành cha chắc khu nà sa ha chắc khu đa sa càn ti ba vúc cha ti tát thà sổ tà đi hi sa thình sổ tát đa sẵn khả na đa sa càng triều hà đa sa càng cả gia đa sa càng ít thi phà Wada sum pha wada sa cang watu da sa cang cha ti ya thách ca mang yo chết tap bằng a wi ni pho ga ru pa me wa chi wi te na sa ha chi wi ta na wa can ti ba vu chat ti i me na wa cam Masamutha Naka là bà, nơi đây sắc mạng quyền và tám sắc bất ly cùng với mắt gọi là nhóm 10 thành phần mắt, cùng thế ấy 10 thành phần tai, 10 thành phần mũi, 10 thành phần, 10 thành phần thân, 10 thành, 10 thành phần nữ tánh, 10 thành phần nam tánh, 10 thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng với mạng quyền được gọi là 9 thành phần mạng căn. Chín tổng hợp sắc này do nghiệp tạo. Dạ, hết chưa ạ? Làm ơn cho biết tín hiệu. Cảm ơn. Awinipo garu bằng Banasut thác thác cần Ta đề quá cả gia quỳnh nhất Ti già sa ha cả gia quỳnh nhất Ti na quá cần Quá trì quỳnh nhất ti sát đề hi sát quá trì quỳnh nhất ti đa sát cẳng La hu tà đi hình La hu tà đi ề cà đa sát cẳng cà gia quỳnh nhất ti la hu tà đi đòa đa sát cẳng Quá trì quỳnh nhất ti đa ti sát đa la hu tà đi tề ra sát cẳng trà ti chất chít Sa mốt thà Naka là bà, những sắc pháp không thể tách rời nhau, hợp thành pháp bất ly. Cùng với thân biểu tri, các sắc pháp này hợp thành 9 thành phần thân biểu, cùng với ngữ biểu tri và tiếng động hợp thành 10 thành phần biểu, cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp, và 13 thành phần ngữ biểu, tiếng, đặc tính, khinh, nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ, con đã đọc xong phần 1, con xin xuống mic ạ. Dạ, mời vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã bớt bài ạ.
Con xin kính chào cả lớp và xin kính chào thầy Kinh. Con xin đọc phần 2. Sutta thakam sada nya vakam lahu tati ika dasakam sada lahu tadi to dasakam chati chataro utusamputana kalapa. Tám pháp bát ly, chín thành phần tiếng, 10 thành phần khinh, nhu và thích nghiệp. 12 thành phần tiếng, khinh, nhu và thích nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Sutta thakam lahuta dikasasakam cha tito ara sammuk thana kalapa. Tám sắc bất ly và 11 thành phần khinh, nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc pháp do vật thực tạo. Tathā sutta thakam sattanavakam chati uttu sammukna lapa bhati to bít lắp bón thì á và xe nà bà nhá sắp bề bí át chá chát thích cả mê và cả cầm má chít tổ chít tổ tuyết cá há ra sầm mút thá nà chát thá ca mần ná và chá chát tú rù thì cả lắp á Eka visati kalapanam bhavicheda lakkhana ta vicchakana na kalapakam icchahu akas sam lakkha lapkanya nicha eyamita kalapa yojana. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo. Tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp, tâm, hiện tượng, thời tiết và vật thực. Vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiếng chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không trong tổng hợp các sắc pháp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Dạ, con xin hết, con xin xuống mít ạ. Cảm ơn. Dạ, hello. Dạ, con chào cả lớp. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Kalapa yojana, các nhóm sắc pháp. Phần Ekupada Ekanivodha Ekanis Saya Sahavutino Ekawi Pakalapanama. Có 21 tổng hợp sắc pháp. Xét vì các sắc pháp này đồng sanh
đồng diệt, cùng có chung một nền tảng và cùng tồn tại chung. Tathā chi vi tăng avi nippo garu pang garu chak cha chak khuna saha chak khuda sakani chak tipa vuchati tathā so ta di hisadin so ta sa cần gà na sa đắc sa cần chi hà đa sa cần khà gia đa sa cần y thi pa sa cần hùm phà và bùm phà và đa sa cần và thu đa sa cần chà ti gia thà cần ca mằng dù chế tắp bằng avinipho garu pa mê và chi vi tên nasaha nasahat nasahat chi vi tanat vác căn cặp pa vút chati ime navakam masab thàn Nakhal là bà. Nơi đây sắc mạng quyền bám sắc cùng với mắt gọi là nhóm 10 thành phần mắt. Cùng thế ấy 10 thành phần tai, 10 thành phần mũi, 10 thành phần lưỡi, 10 thành phần thân, 10 thành phần nữ tánh, 10 thành phần nam tánh, 10 thành phần ý vật. Những tám sắc bất ly cùng đạn quyền được gọi là chín thành phần mạng căn. Chín tổng hợp sắc pháp này do nghiệp tạo. Avi avinipho garu bằng pana sut tha tha căn ta đề hòa kha ya win nati nati ya sa khà gia huỳnh gia huỳnh nát na quá cần quá trì huỳnh nát tí sát đê hi sát đê hi sa ha quá trì huỳnh nát tí đá sa cần la hú tà đi hi sa hình sình la hú tà đi cà ta sa cần cà gia huỳnh na ti la hú tà đi đoà đa sa cần va chì huỳnh ti sa đa sa hú tà đi tề ra sa cà chi ta sa mút thà na ca la bà. Những sắc pháp không thể tách rời nhau, hợp thành tám sắc, tám pháp bất ly cùng với thân biểu tri. Các sắc pháp này hợp thành chín thành phần thân biểu cùng với ngữ biểu tri và tiếng động, hợp thành 10 thành phần ngữ biểu cùng với những đặc tính khinh nhu và thích nghiệp, 11 thành phần khinh nhu thích, 12 thành phần thân biểu khinh nhu thích nghiệp và 13 thành phần ngữ biểu tiếng đặc tính khinh nhu và thích nghiệp. 6 tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài phần 2. Sutthatha kang sat dana wa kang la huta di eka dasakang sat dala huta di dua dasakang cha ti chat ta ru utusamutha nakala pa. Tám pháp bất ly, chín thành phần tiếng, 10 thành phần khinh nhu và thích nghiệp, 12 thành phần tiếng khinh nhu và thích nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Sutthatha kang lahuta deka dasakang cha ti dwe ahara samuthana kalapa. Tám sa ti và 11 thành phần khinh nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc pháp do vật thực tạo. Tathasutthatha kang sat dana wa kang cha ti utu samuthana kalapa pahitha pilapanti awe awase sa panasabbe pi acchat tama tika mewa kamma chitto tukaha rasamuthana yathakka mang nawa cha chaturo đề tí ca là bà ê ca quỳ sa tí ca là bà nàng pa rít chê đá lắc khá nát tà quý chắc khá nà nà ca là bành gần ít chà hú à ca sang lắc khá nà ní chá a ya mét thá ca là bà dô chá ná. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai hiện tượng do thời tiết tạo, tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp tâm, hiện tượng, thời tiết và vật thực. Vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiếng dị diệt chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp, đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Dạ con đã đọc xong mà đọc có sai con nhờ thầy sửa rồi mà. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài, con xin phép được xuống mic ạ.
Đây, Nam Mô Bát Thầy nhé. Sa thấu, sa thấu. Thì chắc hết ai đọc không? Hello, còn ai muốn đọc nữa không? Rồi, rồi, giờ chắc hết rồi ha. Giờ kỳ là chúng ta học tới đâu quên rồi, học tới người tam quả phải không? Học tới người tam quả. Đúng ha. Là người thứ số 10 ha, số 10 đó. Số 10. Rồi, đúng rồi. Giờ mình học tiếp 11, 12 ha. Giờ số 11 là người đạo vô sanh. Phải tứ đạo. Người đạo vô sanh. Phải tứ đạo. Arahatta Magga Buddhala. Arahatta Magga Buddhala. Ghi luôn cái chữ nó vô luôn, trèo ráp vô luôn. Người tứ đạo, người vô sanh tứ đạo. Arahatta Magga Buddhala. Là người ghi giờ mà giờ mình ghi cái phần ha, phần chính của cái người tứ đạo ha. Là người đang nha, nhớ ghi chữ đang nha. Là người đang tuyệt trừ tất cả chủng tử tái tục, mở ngoặc vô sanh, đóng ngoặc lại. Là người đang tuyệt trừ tất cả chủng tử tái tục vô sanh. Là người đang tuyệt trừ tất cả chủng tứ tái tục vô sanh. Tức là người tứ đạo hay người đạo vô sanh là người đang tuyệt trừ nha, đang tuyệt trừ tất cả những cái chủng tử, những cái căn gốc, những cái mà đưa đến sự tái sanh. Thì người này là người đang tuyệt trừ chủng tử tái tục vô sanh. Rồi, xuống dòng. Bậc thánh đang đoạn tận các phiền não còn lại. Bậc thánh đang đoạn tận các phiền não còn lại. Như sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, tống dật và vô minh. Bậc thánh đang đoạn tận các phiền não còn lại. Như sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Mở ngoặc, bốn thượng phần kiết sử. Bốn thượng phần kiết sử. Đóng ngoặc lại. Bốn thượng phần kiết sử. Tức là bậc tu là quần, tư là hàm, hay là hàm là lúc mà lên tới đó là diệt trừ được năm thượng phần kiết sử, năm lọt lọt sorry rồi lọt năm thượng phần kiết sử. Còn cái mà bậc tam quả trở lại thì diệt trừ năm hạ phần kiết sử ha. Là sắc ái, bộ sắc ái nghe này không nhận mình sửa lại nha, sorry. Để nói tới tứ đạo cái mình cái đâm đầu nó thấy số 4. Cái này cũng là cái lạ tâm mình nói nó xong cái qua cái kia hoặc giờ mình biết năm cái đầu mình nghĩ số 4. Hay vậy đó. Chưa xong ha, rồi xuống dòng. Bậc thánh đang tỏ ngộ Niết Bàn lần thứ tư. Bậc thánh đang tỏ ngộ Niết Bàn lần thứ tư. Đang chấm dứt và bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Đang chấm dứt
và bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. 7. Đang chấm dứt và bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. 7. Chúng tử luân hồi. À, bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. 7. Là chúng tử luân hồi. 7. Đoạn trừ tam luân hồi. Đoạn trừ tam luân hồi là ba cái cõi luân hồi đó, dục giới sắc giới dục giới đó. Đoạn trừ tam luân hồi. 7. Diệt tận tất cả pháp bất thiện còn lại. Diệt tận tất cả pháp bất thiện còn lại. Diệt tận tất cả pháp bất thiện còn lại. À, thì là người đạo vô sanh, là người tứ đạo, là người đang tuyệt trừ các chủng tử thái tục vô sanh, và là bậc đang là tận diệt các phiền não sắc ái vô sắc ngã mạn vô minh, làm năm thượng phần kiết sử, chứng ngộ niết bàn lần thứ tư, và chấm dứt là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, những cái chủng tử luân hồi, đoạn trừ tam luân và diệt tận tất cả những pháp bất thiện còn lại. Tức là đối với người tam đạo này, người tứ đạo này là không còn những pháp bất thiện nữa, đang diệt trừ tất cả đó. Rồi xuống dòng, người tứ đạo, tâm tứ đạo chỉ phát sanh một lần trong ba sắc na tiểu. Người tứ đạo, tâm tứ đạo chỉ phát sanh một lần trong ba sắc na tiểu. Bỏ ngoặc, một sắc na đại, bỏ ngoặc. Người tứ đạo, tâm tứ đạo chỉ phát sinh một lần trong ba sắc na tiểu hay là sắc na đại, tức là người mà chứng đạo quả, chứng đạo tứ đạo này đó, thì một sắc na sanh lên thôi, tức là trong một sắc na đại thì nó có ba sắc na tiểu là sanh, trụ và diệt. À, thì khi sanh lên một sắc na đó là coi như là chứng đạo, chứng về tứ đạo. Rồi như vậy đó là người đạo vô sanh, coi như tứ đạo. Và số 12 là người quả vô sanh, tứ quả. Người quả vô sanh, tứ quả. Đó, người quả vô sanh này. Arhat Tafala Bukkala, người quả vô sanh, tứ quả. Được chưa? Ghi xong chưa? Hello. Rồi ha. Là bậc từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất, là bậc từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất, cho đến sát na diệt của tâm tử niết bàn, là bậc từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất cho đến sát na diệt của tâm tử niết bàn. Tức là sao? Tức là người tứ quả là người mà khi mà tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất, tức là người này
phát sanh cái tâm chứng quả về tứ quả lần thứ nhất, lần đầu tiên họ chứng được tứ quả đó. Rồi cho đến khi họ nhập niết bàn luôn thì được gọi là người tứ quả, không còn tái sanh trở lại nữa ha. Thì người tứ quả là chỉ sống trong một kiếp sống này thôi, rồi tới cuối cùng cuộc đời sống là họ tử là niết bàn luôn, không còn tái sanh trong tương lai nữa. Nó được gọi là người quả vô sanh hay là tứ quả. Rồi xuống dòng, bậc thánh này là vô sanh, bậc thánh này là vô sanh. Bậc thánh này là vô sanh. Tức sau cái sát na diệt của tâm tử, tức sau cái sát na diệt của tâm tử, bậc đó sẽ niết bàn, bậc đó sẽ niết bàn luôn và không còn sanh nữa. Bậc đó sẽ niết bàn luôn và không còn sanh nữa. Tức là bậc này gọi là vô sanh, tức là sau cái sát na diệt của tâm tử. Tức là khi tâm tử sanh lên thì nó sanh trụ, nó diệt. Khi sát na tử nó diệt, sát na tâm tử nó diệt, thì bậc đó nhập niết bàn luôn, không còn sanh trở lại trong đời sống nữa. Đó là bậc thánh gọi là vô sanh. Rồi xuống dòng, bậc thánh quả vô sanh có ba cách. Bậc thánh quả vô sanh có ba cách. Một, bất sanh, hai chấm, bất sanh. Bất sanh, hai chấm, nghĩa là không có sự sanh ra, tức là không có sự tái tục nữa, thì gọi là bất sanh. Nghĩa là không có sự sanh ra, tức không có sự tái tục nữa, còn gọi là vô sanh. Nghĩa là không có sự sanh ra, tức là không có sự tái tục nữa, còn gọi là vô sanh. Rồi số 2 là ứng cúng. Ứng cúng. Là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn. Phải. Là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn. Phải. Đáng làm ruộng phước cho chúng sanh cúng dường. Là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, đáng làm ruộng phước cho chúng sanh cúng dường. Đó là cách thứ hai, gọi là bậc thánh quả vô sanh. Là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, làm ruộng phước cho chúng sanh cúng dường. Rồi số 3 là sát tặc. Sát tặc, hai chấm. Sát tặc, hai chấm. Rồi. Tức là sát trừ và đoạn tuyệt. Sát trừ và đoạn tận. Sát trừ và đoạn tận. Tuyệt hết dặn phiền não. Sát trừ và đoạn tận, tuyệt hết dọc phiền não. Là được gọi là sát tặc, là bậc vị này là sát trừ hết và đoạn tận, tuyệt hết, dứt tuyệt hết, không còn dư sót bất kỳ một cái phiền não nhỏ lớn nào ha. Thì được gọi là bậc sát tặc. Rồi, đó là ba cách được gọi là bậc thánh quả vô sanh, là bất sanh, ứng cúng và sát tặc.
Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng. Tâm mà hợp với đạo đế vô sanh. Tâm mà hợp với đạo đế vô sanh gọi là tâm đạo vô sanh. Tâm. Dòng thành tựu từ tâm đạo vô sanh gọi là tâm quả vô sanh. Thành tựu từ tâm đạo vô sanh gọi là tâm quả vô sanh. Rồi, đó tức là khi mà cái tâm mà nó hợp với đạo đế vô sanh thì gọi là tâm đạo vô sanh. À, tức là như tâm tâm trong tâm siêu thế đó, chúng ta học trong tâm siêu thế là tâm tứ đạo gọi là tâm. À, mà thành tựu tâm tứ đạo thì nó cho cái kết quả đó là tâm quả vô sanh, gọi là tâm tứ quả. Đó là trong cái nằm trong tâm siêu thế hết á. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong hai cái phần cuối, tức là người tứ đạo và tứ quả. À, đã xong cái phần về bài học về người ha. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần sắc pháp, coi như là phần hai, thì tức là chúng ta học liệt kê các sắc pháp này kia cái nọ, 28 sắc pháp đất nước lửa gió, rồi 24 sắc do tứ đại mà tạo thành ha. Chúng ta học 28 sắc pháp liệt kê ra này kia nọ. Bây giờ chúng ta đi vào học về các nhóm sắc pháp kala bá vô chana. Tức là sắc pháp không phải đơn thuần là có một như mình học từ cái nha, mà nó đi từng nhóm. À, cho nên mình phải học cho nó chính xác về đề này. Rồi bài học mới là kala bá vô chana, các nhóm sắc pháp. Rồi chuẩn bị bài mới nha. Bốn nhân tạo sắc, hai chấm. Tức là sắc pháp, giống sắc pháp nó có bốn cái nguyên nhân tạo ra cái sắc pháp đó, là bốn nhân tạo sắc, hai chấm. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc âm dương và sắc vật thực. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc âm dương, sắc vật thực. Sắc âm dương, sắc vật thực. À, là bốn cái nguyên nhân này nó tạo lên cái sắc pháp. Tức là cái sắc pháp do nghiệp tạo, sắc pháp do tâm tạo, sắc pháp do âm dương tạo, sắc pháp do vật thực tạo. Chứ không phải là chỉ có một thôi, mà nó có là bốn cái nguyên nhân để tạo nên sắc pháp này. Thì từ bốn cái nguyên nhân này nó phân ra được làm thành 21 nhóm sắc. À, thì như vậy chúng ta sẽ ghi là có 21 nhóm sắc. À, tức là 24 nhóm sắc này từ bốn cái nguyên nhân trên nó cho ra. Rồi mình xuống vào lớn. Sắc do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo. Kamaccha, tức là sắc pháp do nghiệp tạo. Kamaccha. Được chưa? Viết xong chưa? Sắc do nghiệp tạo tức là sắc do tâm sở tư, sắc do tâm sở tư tạo hay bất thiện. Sắc do tâm sở tư tạo thiện hay bất thiện. Tức là sao? Tức là do cái tâm sở tư, tức là cái tâm sở tư chính là nghiệp ha, tâm sở tư là nghiệp, mà khi nghiệp nó đồng sanh trong tâm thiện thì là nghiệp thiện,
nó sẽ cho là sắc nghiệp thiện, mà con sẽ tư phối hợp với tâm bất thiện, nó cho ra sắc thuộc về sắc, sắc do bất thiện, kêu là sắc bất thiện. Thì như vậy sắc mà do nghiệp tạo chính là tâm sở tư, nó phối hợp với thiện hay là bất thiện, cho là những loại sắc pháp. Thì những sắc pháp này sanh ra được gọi là sắc do nghiệp tạo. Đặc biệt là chúng ta phải để ý ha, là sắc do nghiệp khác, mà sắc do tâm khác, sắc do âm dương khác, và sắc do vật thực khác. Thì những sắc đầu tiên chúng ta học đây là sắc do nghiệp tạo, tức là sắc này do những cái sự mà tạo tác của mình làm những việc thiện, những việc bất thiện gì đó, nó cho ra những cái sắc pháp. Cho nên chúng ta thấy rằng bất cứ một cái hành động nào của mình, một cái tư tưởng nào của mình, một lời nói nào của mình, nó cũng đều cho ra cái những sắc pháp, tạo ra những sắc do nghiệp tạo. Đó là được gọi là sắc do tâm sở tư tạo thiện hay là bất thiện. Nắm được chưa? Alo. Nắm được không? Cho biết về được không? Ok, rồi xuống dòng có 18 sắc. Cứ từ từ không tôi biết trước vậy đi, là có 18 sắc hai chấm. Có 18 sắc hai chấm. 8 sắc bất ly cộng 5 sắc thần kinh. 8 sắc bất ly cộng 5 sắc thần kinh cộng 2 sắc tính cộng sắc ý vật cộng sắc mạng quyền cộng sắc hư không. Cộng sắc mạng quyền cộng sắc hư không. Không? Rồi, tức là sắc mà do nghiệp tạo đó, nó tạo ra được 18 sắc. Tức là 8 sắc bất ly, tức là 8 sắc này dù cho bất kỳ một cái sắc pháp nào sanh lên nó cũng phải có đầy đủ 8 sắc bất ly này. Cho nên sắc tạo cũng có 8 sắc bất ly, sắc do tâm, sắc do âm dương, sắc do thực cũng được có 8 sắc ly. Thì như vậy giờ đối với sắc do nghiệp tạo chúng ta có được 8 sắc bất ly. Đầu tiên là nói về 8 sắc bất ly. Thứ hai là 5 cái sắc thần kinh. Sắc thần kinh này là do nghiệp tạo, tức là do cái nghiệp mình làm trong một cái thời gian quá khứ, nó sẽ tạo ra những sắc thần kinh. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần thân. Thì những cái sắc thần kinh này là phải do nghiệp tạo. Tâm không thể tạo được những sắc thần kinh. Tâm mình tạo những loại sắc khác, nó không thể tạo những sắc thần kinh này. Bởi vì đây là một, giống như là một cái kết quả thành tựu do cái nghiệp. Chứ không phải là mình có thể mình tự mình dùng tâm để mình tạo được. Cho nên năm sắc thần kinh này là. Rồi hai sắc tính cũng vậy. Sắc tính nam, sắc tính nữ, mình cũng không phải muốn được nam mà nam muốn nữ nữ, mà cái này đều do nghiệp hết. Do cái nghiệp mình tạo trong quá khứ như thế nào. Thì bây giờ nó sẽ cho ra mình là người nam hay là mình là người nữ. Nếu là mình là người nam thì mình lấy sắc tính nam, nếu là người nữ thì lấy sắc tính nữ. Nhưng mà nếu mà không phải là nam nữ lưỡng tính thì cái đó tính khác, nó có hoặc là không có. Rồi tới sắc ý vật là cái sắc mà để cho tâm nương, là cũng tâm không thể tạo được sắc ý vật mà do nghiệp tạo được sắc ý vật. Rồi sắc mạng nguyên cũng do nghiệp tạo do cái nghiệp quá khứ mình làm. Những đó thì sắc mạng nguyên này được sanh khởi để nó gìn giữ những sắc pháp khác ha. Vì như vậy đối với sắc do nghiệp tạo chúng ta có 18. 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ký vật, sắc mạng quyền và sắc hư không. Gì nắm sơ nghĩa này chưa? Nắm sơ cho biết về. Được không? Vô sắc giới không có sắc, vô sắc giới thì có sắc được. Này có sắc thôi ha. Vô sắc giới là miễn sắc luôn. Rồi bây giờ xong ha, nắm được ha. Rồi bây giờ mình phân nhóm, tức là nhóm do sắc nghiệp tạo, giờ mình phân ra nhóm. Phân nhóm có 9. Phân nhóm có 9.
tức là nãy mình nói sắc vô nghiệp tạo nó có 18 loại sắc, tức là nói một cách rộng rãi chung ha, nhưng mà giờ chia ra thành từng nhóm thì nhóm do sắc nghiệp tạo phân ra được có 9 nhóm. Thì cứ học đi biết. Đâu có sắc lực thượng đây đâu. Đọc kỹ lại cái bài đó. 8 sắc bất ly nè. Sắc thần kinh, sắc tính, sắc vật, sắc mạng quyền và sắc hư không. Sắc vật thực là nó nằm trong sắc bất ly, nó nằm chung trong sắc bất ly, thì bất cứ một sắc nào sanh lên đều phải có sắc vật thực hết. Thực để nó gìn giữ, nó nuôi, nó là sắc vật thực mà nó là cái dưỡng tố để nó nuôi sắc pháp. Thành ra 8 sắc bất ly là dù bất cứ loại sắc nào đều cũng có nó hết, không thể thiếu, như là bất ly mà. Được chưa? Rồi bây giờ mình phân cho người ta đâu rồi? Phân nhóm có 9 không? Phân nhóm có 9. Đúng rồi, thứ nhất. Rồi mình xuống dòng 2 chấm chưa? Xuống dòng. Nhóm 10 sắc 2 chấm. Nhóm 10 sắc 2 chấm có 8. Tức là nhóm mà nó có 10 sắc chung á, đồng sanh chung với nó, tức là nhóm 10 sắc thì nó có 8 nhóm. Nhóm 10 sắc 8. 8 nhóm. Rồi. 1. Nhóm mắt. Nhóm mắt 2 chấm. Nhóm mắt 2 chấm. Tám sắc bất ly. Nào, đầu tiên là bắt buộc phải lấy ra 8 sắc bất ly trước. 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền cộng sắc thần kinh nhãn là mấy, đủ người chưa? À, thì cái thần kinh nhãn là nhóm mắt à, là cái thần kinh nhãn là chính không, nhưng mà một cái sắc thần kinh nhãn không là không có được, nó không có tồn tại được. À, nó phải có lúc mà sanh ra cái thể thần kinh nhãn, nghiệp nó cho cái thần kinh nhãn này sanh đó, thì nó phải đi chung với 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền. À, tức là sắc mạng quyền này nó gìn giữ cho cái thần kinh nhãn này được tồn tại, à, được nhìn thấy, được bắt được cảnh sắc. À, nếu mà cái sắc mạng quyền này á, à, do cái nghiệp mà trong quá khứ nào đó mình làm bằng bảy là bả gì đó, mình làm gì cho người ta bị đuôi mù hay gì đó, thì cái sắc mạng quyền nó tồn tại tới mức độ nào đó thôi, nó sẽ mắc, mình sẽ bị đuôi hoặc là mình sẽ bị yếu đi. À, do cái sắc mạng quyền đó sẽ cái sự sống còn đó, à, trong một thời gian nào đó. Còn nếu mình làm những việc tốt gì đó thì cái sắc mạng quyền nó sẽ gìn giữ cái thần kinh nhãn này được tồn tại, được sống còn, được tốt, được sanh ra mắt sáng này kia ha, à, được kéo dài cái tuổi thọ của cái thần kinh nhãn, à, được lâu hơn. À, thì như vậy nhóm của mắt à, thì chúng ta có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh nhãn là bằng 10 sắc, 10 nhóm, à, 10 sắc do nghiệp tạo. À, tức là thần kinh nhãn, nhóm mắt này là do nghiệp tạo chứ không thể do tâm tạo được. Rồi đó là nhóm mắt. Thứ hai là nhóm tới gì? Mắt là tới tai, nhóm tai. Nhóm tai. Thì cũng 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền và cộng sắc thần kinh nhĩ bằng 10. À, tức là về cái tai thì thần kinh nhĩ, cái đức mình học là thần kinh nhĩ, nhưng mà giờ thực sự nó phải đi luôn cả 8 sắc bất ly cộng sắc thiệt, nó mới đầy đủ được. Thì như vậy là nhóm 10 sắc là thần kinh nhĩ, hoặc là nhóm tai. Rồi tới số 3, số 4, số 5 mình ghi luôn ha. 3, 4, 5. Mũi, lưỡi, thân cũng giống như trên. 3, 4, 5 như trên. Tức là cũng có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, rồi sắc thần kinh tương ứng nó vô. À, thần kinh mũi là thần kinh tỷ, thần kinh lưỡi, thần kinh thiệt, thần kinh thân, ba nó đưa vô thế vô ha, đổi vỗ.
Thì như vậy chúng ta có đầu tiên là chúng ta học được năm cái nhóm, năm nhóm đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm nhóm đầu tiên thuộc về năm sắc thần kinh đầu tiên ha, là do nghiệp tạo. Rồi số 6 và nhóm nam hai chấm. Tám sắc bất ly, sắc bằng quyền và sắc nam tính bằng 10. Tám sắc ly, sắc bằng quyền và sắc nam tính bằng 10. À, thì cái nhóm nam tính này đó là cũng do nghiệp tạo, là do nghiệp nào đó trong quá khứ mình tạo ra, thì giờ sanh cho sanh ra chúng ta sanh làm người nam, ta có cái sắc nam tính, thì nó phối hợp chung với tám sắc bất ly và sắc mạng nguyên, tức là cái sắc mạng nguyên để nó gìn giữ cho cái sắc nam tính này nó được tồn tại. Để càng tồn tại lâu á, thì tức là cái phước báo mình là trong quá khứ mình làm thì nó được kéo dài, còn nếu mà yếu thì nó sẽ yếu lại. À, người có những cái sắc nam tính yếu hay sợ hay mạnh là cũng do cái sắc mạng quyền này nó gìn giữ hay không. À, đó là cái thuộc về cái nhóm nam tính do nghiệp tạo ha, đó là nhóm thứ 6. Rồi số 7 sắc, số 7 nhóm nữ tính. Nhóm nữ tính cộng 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền cộng sắc nữ tính bằng 10. Tám sắc bất ly, sắc mặt quyền, sắc nữ tính là sanh ra do nghiệp tạo, làm sanh ra làm người nữ, là nhóm nữ tính. Rồi số 8 là nhóm sắc ý vật. Nhóm sắc ý vật là tám sắc bất ly cộng sắc mạng quyền cộng sắc ý vật. Sắc vật lý, sắc mạng quyền và sắc ý vật. Rồi, đó là nhóm nhóm 10 sắc. Nhóm 10 sắc có 8 nhóm, mình là 8 nhóm ha. Rồi, xuống dòng nhóm 9 sắc có 1. Nhóm 9 sắc có 1. Dòng số 9. Số 9 nãy là mình sắc do nghiệp tạo có 9 nhóm ha. 8 là nhóm là nhóm 10, còn giờ nhóm 9 thì số 9 là nhóm mạng quyền. Nhóm mạng quyền 2 chấm. 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền bằng 9. Nhóm mạng quyền 8 sắc bất ly cộng sắc quyền bằng 9. Nghe không? Quý vị có nghe không vậy? Alo, sao thấy bản hình đứng rồi? À, đó là sắc quyền. Rồi, thì như vậy sắc nghiệp chúng ta phân ra có 9 nhóm. Có 9 nhóm, nhưng mà 10 thì có 8, tức là 5 thần kinh,
nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi nam tính nữ tính, rồi nhóm sắc vi vật là tám nhóm 10, tức là tám nhóm có 10 sắc, tức là mỗi một cái nhóm gây sanh lên nó có 10 sắc chứ không phải là một sanh lên nó đi chung nha, tất cả đều có sự phối hợp, có duyên nhau hết chứ không phải là một cái riêng lẻ được, không có cái gì mà có thể riêng lẻ được. Rồi nhóm chính thì chúng ta có một là nhóm sắc mạng nguyên, cũng do nghiệp tạo. Thì như vậy chín nhóm này được xác định rằng là do nghiệp tạo hết, tất cả đều do nghiệp tạo. Sắc hư không thì không tính do hư không, là nó thuộc về khoảng do cái tự nhiên vậy thôi, chứ nó thật sự nó không phải là sắc, nó là phi thực tính. Rồi mình để nó quan cái đó để quan bên, ta không tính vô. Thì như vậy là mình có chín nhóm do nghiệp tạo. Quý vị nắm được hết không? Nắm được hết xin cho biết để alo. Nắm được không? Rồi như vậy chúng ta đã thấy được rằng cái sắc mà do nghiệp nó tạo ra và những cái loại mà chúng ta nói giờ mình không hiểu nó từ đâu, có nhiều người chính vì cái sự mà chúng ta không có hiểu được giáo pháp, chúng ta không biết được chánh pháp thì chúng ta tưởng rằng đó là do thượng đế tạo, do ông trời nào đó tạo ra, nhưng mà thực sự bản là do nghiệp tạo, do nghiệp tạo ra chứ không phải là do ai tạo ra. Thì đó là nhóm sắc pháp do nghiệp tạo ha. Bây giờ B, sắc do tâm tạo. Sắc do tâm tạo B. Chitta cha, sắc do tâm tạo. Tức là những cái sắc pháp nào mà do tâm tạo ra thì đó gọi là sắc do tâm tạo. Chứ nó khác với nghiệp ha, nó không phải là do nghiệp tạo nữa mà cái này do tâm tạo. Tại vì khi mà trong cái đời sống mình sanh ra thì nó có những cái loại sắc mà do nghiệp tạo, khi nghiệp tạo ra cái sắc pháp này, cái thân này của mình thì lúc đó tâm mình nó phát sanh luôn. Cái tâm phát sanh thì nó tạo ra những cái sắc do tâm tạo. Thì những sắc nào được tạo thành do tâm thì đó là sắc do tâm tạo. Có 6 nhóm, 2 chấm. Có 6 nhóm. 1. Nhóm bát thuần. Nhóm bát thuần, 2 chấm. 8 sắc bất ly. Nhóm bát thuần, 2 chấm. 8 sắc bất ly. Tức là nhóm mà thuần túy chỉ có 8 sắc chung vậy đó, thì nó kêu là nhóm bát thuần. Nó có 8 sắc bất ly. Chúng ta thấy là 8 sắc ly luôn luôn có mặt, không thể thiếu trong kỳ một cái sắc pháp nào. Đó là nhóm bát thuần. Rồi số 2 là nhóm thân biểu tri. Nhóm thân biểu tri. Tám sắc bất ly cộng thân biểu tri bằng 9. Nhóm thân biểu tri, tám sắc bất ly cộng thân biểu tri bằng 9. Tức là cái thân mình nó cử động nhúc nhích, co tay duỗi tay đi tới đi lui đều là do tâm tạo. Cái sắc pháp nó là do tâm tạo. Cho nên khi mình hiểu cái này thì mình nắm được cái khi mà chúng ta đi kinh hành, mình đi thiền, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược gì đó, đều là do tâm tạo hết. Như là ý là tất cả tâm tự nhiên phải do nghiệp tạo, nhóm do mình tâm mình muốn đi mà. Thì như vậy cái nhóm thân biểu trì này, nhóm thân biểu trì sẽ phát sanh do tâm tạo, tức là tám sắc bất ly và thân biểu trì. Rồi số 3, nhóm khẩu biểu trì. Nhóm khẩu biểu trì. Nhóm khẩu biểu trì này gồm có 8 sắc bất ly cộng khẩu biểu trì
cộng thinh bằng 10. 8 sắc bất ly cộng khẩu biểu tri cộng thinh bằng 10. Rồi, tức là cái nhóm khẩu biểu tri này, nhóm sắc khẩu biểu tri đó do tâm tạo, tức là tâm mình khởi ý muốn nói, khi mình nói ra thành tiếng thì khẩu biểu tri phát sanh, tức là sắc biểu tri phát sanh, cộng thêm âm thanh nữa, sắc cảnh thinh vô nữa, có thinh biểu thinh cho lòng sanh vô, thì như vậy nhóm khẩu biểu tri chúng ta có thêm được là 8 sắc bất ly khẩu biểu tri và cộng luôn cái sắc thinh, tức là thuộc về âm thanh, thì như vậy chúng ta có 10 sắc trong nhóm khẩu biểu tri do tâm tạo. Vậy nắm được chưa? Nắm được không? Cho biết để dễ hiểu không? Đâu có gì khó không? Ok ha, rồi đi tới sao? Ok, đi tới sao? Rồi số 4, nhóm đặc biệt. Nhóm đặc biệt 2 chấm. Nhóm đặc biệt à, tức là nhóm đặc biệt nha, tức là có 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt bằng 11. 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt bằng 11. Rồi 3 sắc đặc biệt là gì quý vị? 3 sắc đặc biệt là cái chi mô rơ. Kinh nhu thích nghiệp, chính xác và sắc đặc biệt do tâm tạo à, tức là tâm nó tạo cho mới có được. Khi mà một người còn có tâm thì đi đứng nằm ngồi có vũ vật à, có ba cái này, ba cái sắc đặc biệt làm cho trở nên nhẹ nhàng. Nhưng mà khi người mà chết rồi đó thì không còn nhẹ nhàng nữa, nó nặng lắm. Không biết quý vị có thử chưa, mấy người chết khiêng nặng lắm vậy. Không biết lúc đó là lúc mình chưa biết pháp mình thấy sao nó ghiêng nặng quá. Mình biết rồi thì mà lúc đó cái sắc đặc biệt này nó bị mất rồi, nó không còn nữa à, cho nên rất là nặng à, thành ra sắc do tâm tạo là nhóm đặc biệt, nó có 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt à, tức là tạo cho cái thân đó là nhẹ nhàng, được chưa? Rồi tới mấy là này, 4, 5. 5 là nhóm thân đặc biệt. Nhóm thân đặc biệt 2 chấm. 8 sắc bất ly cộng thân biểu tri cộng 3 sắc đặc biệt bằng 12. À, thì được gọi là nhóm thân đặc biệt. Tức là cái nhóm này là do tâm tạo, tức là làm cho cái thân mình nó chuyển động. À, thì lúc đó cần phải có thân biểu tri và phải có ba cái sắc đặc biệt là để cho làm cho cái sự đi của mình, cái thân di chuyển nó dễ dàng ha. Thân đặc biệt thì về 8 sắc biểu tri, thân đặc biệt và ba sắc thân biểu tri và ba sắc đặc biệt. À, còn trường hợp mà nếu mà ba cái sắc đặc biệt này mà nó bị yếu chẳng hạn như là bị nghiệp gì làm cho nó bị giảm yếu xuống đó, thì bệnh hoạn gì đó thì cái thân mình nó đi khó khăn lắm. Vì để không mà đi nặng nề, người bệnh rề dở chân không lên, bước tới bước lui chọn à, thì cái kinh vô thích nghiệp này nó bị nghiệp xen vô nó phá làm cho nhau à, cho nên nhóm thân đặc biệt. Sao có nhóm thân đặc biệt là cho chúng ta biết qua cái sắc đặc biệt này à, nó đi chung với thân biểu tri. À, nếu mà ba sắc đặc biệt tốt đẹp tươi tốt thì chúng ta đi rất là tốt đẹp à, cái thân mình chuyển động co duỗi làm gì cũng nhẹ nhàng. Còn nếu nó bị yếu đi rồi, nó bị giảm rồi thì trở nên rất là khó khăn, rất là nặng nề, nhất là những người lớn tuổi thì những sắc đặc biệt này nó giảm thiểu à, cho nên đi đứng khó khăn
À, đó là nhóm thân đặc biệt. Rồi số 6 là nhóm khẩu thinh đặc biệt. Nhóm khẩu thinh đặc biệt. Nhóm khẩu thinh đặc biệt. Khẩu thinh, khẩu thinh, khẩu mình gạch ngang cái nó hay. Khẩu thinh, mà khẩu đi chung với thinh, khẩu thinh đặc biệt. Thì nó gồm có 8 sắc bất ly. Khẩu, đúng rồi, đúng rồi. Có gồm có 8 sắc bất ly. Cộng khẩu biểu tri, cộng thinh, cộng 3 sắc đặc biệt bằng 13. À, thì nhóm khẩu thinh biểu tri nó có tới 13 sắc. 8 sắc bất ly, khẩu biểu tri, cộng thinh, cộng 3 sắc đặc biệt. À, tức là khi mà tâm khởi lên muốn nói chuyện, mà khi nói ra thì khẩu biểu tri đi theo. Khẩu biểu tri nó phát sanh và âm thanh nó phát sanh. Và thêm nữa 3 sắc đặc biệt cũng đi chung luôn. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái nhóm khẩu thinh biểu tri đặc biệt là 13. Còn nếu mà 3 sắc đặc biệt này mà bị yếu thì nói chậm chạp, nói bị khó nói, giống như người bệnh người nói năng khó chịu chậm chạp, hoặc là những người bị cà lâm bị ngọng thì ba cái sắc đặc biệt này nó rất là yếu, nó không có làm cho cái lời nói mình được rõ ràng, được rõ ràng. Đó là ba cái sắc đặc biệt trong cái khẩu thinh đặc biệt. Thì như vậy thì nó làm cho mình cái lưỡi mình, cái tâm nó tạo cái sắc, nó làm cho cái lưỡi mình muốn hoạt động tốt cũng khó. Sắc vô tâm tạo thì chúng ta thấy là nó có 6 nhóm là như vậy. Mà nó, chúng ta dùng trí giác mình sẽ thấy nó rất là logic, rất là hợp lý. Khi mà tâm tạo cho cái thân cử động thì lúc đó chúng ta có thân biểu trì cộng 18 sắc bất ly, hoặc là khẩu thì nó có thêm cái khẩu biểu tri cộng thêm cái âm thanh vô nữa. Rồi thân đặc biệt thì nó cộng thêm ba cái sắc đặc biệt vô. Khẩu đặc biệt thì thêm ba cái sắc đặc biệt nữa. Thì như vậy tất cả những sắc mà do tâm tạo, chúng ta cần phải được liễu tri, cần phải được hiểu biết, để khi mà mình hành vào trong cái tứ niệm xứ mình mới hiểu được. Lúc mà mình đi đứng nằm ngồi co duỗi nói chuyện hay là gì đó thì mình biết là do từ động có. Và như vậy khi mình hiểu rồi, mình quan sát nó rất là dễ dàng. Mình quan sát những cái pháp này nó dễ dàng, bởi vì mình đã có được cái tri kiến, có được cái sự hiểu biết. Còn nếu mình không biết mình giống như mù rồi voi, mình không biết đâu ra nó có ví dụ này. Nó đang lúc ví dụ mình khởi tâm cũng đi, cái sắc pháp nó làm ào nó phát sanh, mình không biết từ đâu. Cho nên khi mình học rồi mình biết cái này là do tâm, cái này là do nghiệp, cái này là do cái gì vậy đó, mình hiểu rõ. Rồi, đó là nhóm sắc do tâm tạo. Nắm được không? Nắm được không? Cho biết đi. Đi tiếp. Nắm được hết rồi quý vị ơi. Rồi, tiếp tới là số mấy sắc do âm dương tạo. U tu samuttha na sắc do âm dương tạo. Cái sắc này do âm dương, hoặc là có người cho sắc do quý tiết hay thời tiết nóng lạnh âm dương, thì quý vị là âm dương nó rõ ràng hơn. Âm dương tạo u tu samuttha na có 4 nhóm, 2 chấm. Một, nhóm bát thuần, có 8 sắc bất ly.
Rồi, mình đã thấy âm dương cũng có phải có đầy, nghiệp cũng có đầy đủ tám sắc bất ly, và tâm cũng có đầy đủ tám sắc bất ly. Cho nên tám sắc bất ly này bất khả phân ly, không thể thiếu trong bất kỳ một sắc pháp nào. Rồi cái nhóm thứ nhất, sắc do âm dương tạo hay do thời tiết tạo, thì nó có tám sắc bất ly, được gọi là nhóm bát thuần. Rồi nhóm thứ nhất. Rồi số 2 là nhóm thinh. Nhóm thinh, 2 chấm. Số 2 nhóm thinh. Tám sắc bất ly cộng sắc thinh. 10. Tám sắc bất ly cộng thinh bằng 10. Bằng 9 các bạn. Bằng 9. Sorry. À, thì chúng ta thấy là nhóm thinh có tám sắc bất ly cộng sắc thinh bằng 9. À, thì âm thanh hồi nãy chúng ta thấy là sắc thinh ở trên cũng là do cũng có. À, tức là nội phần cũng có. Mà âm dương ngoại phần cũng có, tức là do âm dương do tạo ra những âm thanh, những chấn động, những tiếng động này kia cũng là do âm dương tạo. Còn về tâm tạo thì nó là khác, cái nội phần khác mà ngoại phần khác. Thì sắc do âm dương tạo, nhóm thinh thì nó có tám sắc bất ly cộng sắc thinh bằng 9. Rồi số 3 và nhóm đặc biệt. Nhóm đặc biệt thì chúng ta có 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt bằng 11. Yeah. Rồi đó là nhóm đặc biệt. Rồi số 4 là nhóm thinh đặc biệt. À, bắt đầu mình kéo vô cái âm thanh vô. Số 4 là nhóm thinh đặc biệt. 8 sắc bất ly sắc thinh cộng 3 đặc biệt bằng 12. Cái kia là bằng 11 ha, cái này 2. Rồi, như vậy là sắc do âm dương tạo, chúng ta có được 4 nhóm: bát thuần, nhóm thinh, nhóm đặc biệt và nhóm thinh đặc biệt. À, thì chúng ta thấy là trong cái cơ thể mình cũng phải có đầy đủ những cái sắc này, những cái sắc do âm dương tạo. À, nếu mà không có âm dương tạo là mình cũng tiêu tùng luôn. À, cho nên những cái sắc pháp nó đi theo, nó hỗ trợ cho cái sắc nghiệp, hỗ trợ cho sắc tâm rất là nhiều. À, thì như vậy, với sắc âm dương chúng ta có được 4 nhóm: nhóm bát thuần, nhóm thinh, nhóm đặc biệt và nhóm thinh đặc biệt. À, khi âm thanh phát ra nó có ba cái sắc đặc biệt đi theo cho nó được thuận lợi dễ dàng. À, thì như vậy đó là nhóm thinh đặc biệt. Cuối cùng là nhóm với nhóm D là sắc do vật thực tạo. Sắc do vật thực tạo. Tạo ra thinh chứ, để không thấy gió thổi nó tạo ra âm thanh không? Âm dương nóng lạnh tạo ra âm thanh, nó tạo ra cái cảnh thinh. Đó, khi trời nóng, âm dương chất lạnh nó xúc tác nhau nó tạo ra âm thanh. À, thì đó là sắc thinh. Còn nội phần mình là sắc thinh thì dễ hiểu ha, ngoại phần thì mình những cái bên ngoài, âm dương bên ngoài. Sự chuyển động, sự về âm dương đó, trên của thời của vũ trụ đó, tạo âm thanh chứ. Được không? Chịu không? Không chịu thì cười. Không chịu âm thanh bên ngoài. Rồi, sắc do vật thực tạo. Ô cha sang kha tô. Ô cha sang kha tô. Sắc do
do vật thực tạo. Cái vật thực đó là do cái chất dưỡng tố nó tạo, thì sắc nó được gọi là sắc do vật thực tạo. Có hai dòng, có hai nhóm. Một nhóm bát thuần, tám sắc bất ly. Một nhóm bát thuần, tám sắc bất ly. Hai nhóm đặc biệt, tám sắc bất ly cộng ba sắc đặc biệt bằng 11. Nhóm đặc biệt, tám sắc bất ly cộng ba sắc đặc biệt 11. Chưa? À, vậy xong chưa? Thì chúng ta thấy là sắc cái do vật thực tạo, đó là những cái sắc pháp cho vật thực mình ăn uống vô rồi trong người mình chất dưỡng tố này kia, thì nó cho ra hai nhóm, nhóm bát thuần thì đương nhiên hiểu ha, rồi nhóm đặc biệt, à, tức là khi mà ăn uống vô nó tạo ra những cái vật chất dưỡng tố, à, nó có ba cái sắc đặc biệt đi theo, giúp cho cơ thể mình được nhẹ nhàng, tốt đẹp, sảng khoái, những cái sắc pháp sanh chung nó được nhu nhuyễn dễ sử dụng này nha. Còn nếu mà ăn vô tập bậy á, ăn vật thực bạ vô nó phản ứng làm cho mình bị đơ càng thì ba sắc đặc biệt này nó bị phá, làm cho phát sinh. Bởi vì ăn uống cẩn thận quá nha quý vị, cái sắc vô vật thực mình ăn uống mình phải cẩn thận, ăn nhiều khi trúng ngầm cái tập bậy cái gì lắm. À, thì chúng ta thấy là do những cái sắc pháp mà được tạo ra do có bốn cái nguyên nhân như vậy, là do nghiệp, do tâm, do âm dương hay là thời tiết hay là quý tiết, à, và do vật thực, là có bốn cái giống như vậy. Thì tổng cộng chúng ta sẽ có được nghiệp thì có 9 nè, tâm có 6, âm dương có 4 và vật thực có 2, thì tổng chúng ta có được 21 nhóm, đúng không? Cộng là đúng không? 21 nhóm. Thì tổng cộng 9, 6, 4, 2 bằng 21. Chín tháng bốn hai đi làm đó. Rồi hôm nay là chúng ta học về các nhóm sắc, tức là cái là bát, và cho mình biết là mỗi một cái vấn đề nó sanh ra nó đều có đi một cái sự phối hợp với nhau một cách rất là ngoạn mục ha, rất là đặc biệt. À, chính vì chỗ này mà rất ít có ai mà hiểu được, à, thành ra chúng ta sẽ bị rơi trong cái tà kiến, à, bị sai lệch trong vấn đề, cho là có một cái đấng nào nó tạo ra hoặc là do tự nhiên, à, tức là không có ai tạo, tự nhiên có, tự nhiên sanh, tự nhiên diệt, rơi vào thường kiến hoặc rơi vào đoạn kiến, cũng tại vì không nắm được pháp một cách chính xác. À, cho nên khi mình học này, nó phước báo mình rất to lớn, có được những vấn đề một cách chính xác. À, là nhóm về nhóm sắc mà làm chỉ giới thiệu cho chúng ta về nhóm ha. Rồi chúng ta sẽ được sắc pháp này nó khó lắm vậy, pháp này đi đâu mà ít không thấy, ít thấy ai chú giải một cách rõ ràng, rất là khó, khó tìm tài liệu. À, hình như là người ta cũng coi nhẹ nó, không qua nó không quan trọng. Mình thấy vấn đề này cũng cần phải lôi ra để mình hiểu thêm được chứ nào hay chứ đó. À, thì giờ mình bây giờ bữa nay mình học được cái nhóm sắc rồi, tuần tới chúng ta sẽ học tiếp thêm nữa, học thêm về những sự mà sanh khởi của sắc nó như thế nào, là diễn tiến của sắc pháp nó đi như thế nào, từ lúc chúng ta tục sinh ra rồi sanh ra như thế nào, sự diễn tiến nó ra sao,
À, rồi tới cái lộ trình diễn biến của sắc pháp nó ra sao, nó chỗ nó rất rối lắm vậy, đọc nhức đầu lắm, đọc nó khó, mà mình chắc chỉ mình học đại khái sơ bây giờ biết sơ trước là tính sao thôi. À, hôm nay là chúng ta học được các nhóm sắc, tuần tới chúng ta đi tiếp, đi tiếp tới khi nào mà bí thôi ha, là bí lù thôi. Rồi ok, chúng ta có hỏi gì lên nói đi. Dạ, con xin kính chào cả lớp. Thưa thầy, con có câu hỏi thắc mắc là nếu mà mình học về bốn cái nhóm này, vậy lúc mà mình thiền quán á, mình có thấy rõ là mình có thấy giống như là cái nhóm nào mình trong mình nhìn ở trong mình có thấy nhóm nào là do tâm tạo hay do thời tiết hay là do nghiệp hay là do mình có thể cái trí tuệ của mình đó, nếu mà mình đến cái một cái tuệ nào cao á, mình có thể thấy rõ từng cái nhóm hay sắc pháp của thầy. Xin thầy giải thích cho con tí về vấn đề đó. Con cảm ơn thầy. Đây, sao đó. Thấy nhưng mà với điều kiện mình phải trí tuệ mình phải tới đâu mình mới thấy, đủ sức để mình thấy hay không. Nó khó lắm, cái này là pháp chân đế là nó khó. Bây giờ mình nói cái gì như mình thở vô thở ra, mình biết là cái hơi thở này nó phát sinh do cái gì, mình phải thấy được. Khi mình có đủ cái trí tuệ tự động thì thấy vấn đề đó, còn mình trí tuệ thì thôi khó thấy lắm. Vậy sắc do tâm tạo nó còn dễ, tại vì cái tâm nó tạo ra. Ví dụ như mình đi, mình đi cái hành thì mình dơ chân mình bước, mình biết được cái chân cái thân quỷ đi chuyển động, thì trong thân quỷ đi nó gồm có những sắc nào sắc nào, thì khi tâm mình trí tuệ mình nó sáng chói, mình sẽ thấy được cái sự chuyển động nó là như thế nào. Còn không thì khó lắm, mình thấy kiểu tục đế thôi, thường nhất là đúng đã ngã tới lộn mèo mình thấy đế hết. Còn thấy pháp chân đế rất là khó, ở nhiều thì mình phải học đây đó, mình học những cái pháp này để cho mình có được tri kiến và nó đúng đắn. Rồi khi mình hành á, mình mới biết mình thấy cái đâu, chứ không thôi mình cứ tưởng mình ngon thôi. Mình thấy cái vỏ bên ngoài thôi, mình cứ tưởng mình đắc. Rồi nhiều người đi xong về tới nhà cái thành tu đạo quần hết đắc thánh thì đi rề tới rề lui. Tao đang đi nha, gió đang phát xanh nha, đắc dữ dằn. Rồi mời cô Hà là có hỏi nhỏ nha. Dạ, con kính chào thầy, con kính chào cả lớp. Dạ, thưa thầy, con có câu hỏi về cái chỗ mà người vô sanh là tứ quả tứ đạo này. Nếu mà để nói là khỏi niết bàn á, thì các vị đã chấm dứt sanh tử thì có cái lộ để đi vô niết bàn, và ở đó có còn thân với lại tâm không ạ, thưa thầy? Dạ, con xin. Rồi, nếu mà còn thì đâu gọi là vô sanh. Niết bàn là chấm dứt sanh tử mà, đâu còn vô sanh, đâu có cái đường nào đi vô đó đâu, chỉ là một trạng thái thôi. Niết bàn là một trạng thái, khi mà mình dập tắt được tất cả những cái kiết sử phiền não, mình chứng ngộ được cái trạng thái trong sạch, trạng thái coi như là vô sanh bất diệt đó, thì đó là niết bàn. Nếu mà còn có chỗ chui vô như giống như cõi sanh tới như cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái đó chưa gọi là vô sanh, là vẫn còn sanh. Cái đó là mình đặt cái tên giống như cõi trời thôi, chứ là mình sanh lên cõi trời này kia nọ, thì đó là coi như là còn tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, hưởng có ngọc ngà lưu ly châu báu, vòng vàng đủ thứ, xe hơi đời mới, rồi gái đẹp đủ thứ vân vân, cõi thượng lạc mà, hưởng cảnh thiên lạc tối đa, thì nó là vậy. Nếu bạn nó phải là một cái cõi nào đó, mà cái đối tượng của cái tâm siêu thế này, khi mà diệt trừ được phiền não, khi nào mình chấm dứt được tham sân si, tự nhiên niết bàn hiển lộ. Hay cho nó là lúc đó cái trạng thái tâm mình sẽ
thấy được vấn đề khi mà tất cả những kiến sử phiền não, những cái tham sân si tà kiến ngã mạn vân vân nó diệt trừ hết đó, thì niết bàn hiển lộ. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy mình cứ nhiều người mình cứ lầm tưởng là nó còn có cái gì đó, mà nhiều người người ta tiếc, không biết quý vị có cái trạng thái tâm đó. Khi nói chứng ngộ niết bàn hết, không còn sanh trở lại nữa, không còn sanh trở lui đời sống nữa, thấy tự nhiên cái tâm mình cũng tiếc. Không biết quý vị có ai có giờ mong cái này tâm còn tiếc nuối không, ai có giờ mong cái này. Cô Hà còn tiếc không? Tiếc lắm phải không? Tiếc lắm mới lên hỏi con này phải không? Uổng quá, chết uổng quá, còn lại vui, lại đi vòng chơi, gặp bạn bè. Cái cảm giác của mình khi mình nghe nói tới cái trạng thái đó, ví dụ nó nhập đắc niết bàn, như là giải thoát và chấm dứt, không còn sanh đâu lại nữa. Mình tiếc, không còn đi gặp ai, không còn đi karaoke, không còn tám, không còn cha, còn mẹ, không còn gì hết. Buồn quá, uổng. Tâm mình uổng, tâm tiếc nuối ghê. Và đây cái tâm mình nó á dục, mà khi mà nói tới cái sự mà chấm dứt mất mát hết thì tâm là nó tiếc, tiếc. Giống như cô Kim Dung mình nói bây giờ yêu cô ngưng hết, không còn gặp ai nữa, chắc cô ngồi cô khóc. Rồi chánh tâm cũng vậy, cười thì bây giờ hết, không còn gặp được ai, rồi nói chuyện tám gẫu mà buồn 5 phút. Rồi hôm nay chúng ta học được cái phần về các nhóm sắc để mở thêm những cái ý kiến cho mình một cách chính xác hơn ha. Đấy, chúng ta đi tiếp nữa, đi tới khi nào mà hết cái phần sắc pháp thôi ha. Đây là phần hai này sẽ được để qua cái nhóm hai. Quý vị học bài này có hoan hỷ không? Cho biết coi. Alo. Hoan hỷ không? Học tiếp. Còn không hoan hỷ thì ngưng. Không hoan hỷ ngưng, nhảy qua phần tâm. Nhóm Bến Tre hoan hỷ không? Alo. Học tiếp không? Tiếp sắc pháp không? Để tiếp tục ha. Tiếp những cái phần đặc biệt không? Khó à. Lên đi cái đầu đó. Khó hiểu đó. Đây nó giống như khoa học nữa mà, giống như mình học khoa học. Nó vô sâu vô cái nó bắt đầu nó lùng bùng nữa. Thôi học cái này, trời, cái này khó hiểu quá, không hiểu. Học này nó cái gì tùm lum tà la thế. Học tiếp cho cái mong đi. Dứt khoát học tiếp thì chúng tôi ngồi rảnh soạn bài tiếp cho đi tiếp ha. Rồi, tiếp ha, ok, tiếp sao đó, tiếp ha. Rồi, vậy là rất là quan hệ, giúp mình có được trí tuệ và sáng suốt, thấy được những cái pháp cần phải học. Và do phước báo hôm nay nguyện cho tất cả chúng ta luôn được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, có trí tuệ, sớm thành tựu giới trí, đồng đều nhà cả thầy. Bao tu sắp mang ngà lăng rắc thanh tu sắp bà đê vô ta sắp bà bụt thà tu phà vê nà thà đà sắp thi bà văn tu tê. Bao tu sắp mang ngà lăng rắc thanh tu sắp bà đê vô ta sắp bà thăm mà tu phà vê nà thà đà sắp thi bà văn tu tê. Bao tu sắp mang ngà lăng rắc thanh tu sắp bà đê vô ta sắp bà sáng thà tu phà vê nà thà đà sắp thi bà văn tu tê. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Rồi, xin mời Lâm Kiều lên đọc kinh Hồi Hướng để chúng ta kết thúc buổi học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời lớp đọc kinh Hồi Hướng sau khi nghe Pháp. A Di Đà Nga Gia Thân. Dạ Đê Quán Thân Thân Thế Hí Hà Răng Hòa Sĩ Hì Thu Thề Kha Lê Bồ Hí Hà Lê Ta Hèn Ta Hèn Ta Thâm Nó Đà Lê Nát Hoa Tục Hồ Chí Tà
Sattin Karante Tha Vinaramanta Le Teda Chiamatya Navaka Chabikaro Sanamitya Tanapati Umbasaka Yama Chabesa Niyama Chaitara Sapanaputa Sukita Mantute Chala Pucha Yeti Cha Alha Sambhava Sanse Vachata Athavo Papatika Niyanika Dhamma Varang Patichate Sabbe Vipukhasa Karanto Sankayam Antuchiram Satam Dhammo Amma Sara Chapukhara Sankho Hoto Samakho Vada Athaya Cha Itaya Cha Ahe Rakhato Satamo Sabbe Vithamma Cha Rino Uthin Sama Umeya Thamma Viyam Parve Vite Nhằm kinh trí của sơ cầm bằng Thật tập bằng khi đi dâm bằng cài về Và mát xa tí tế xe Sơ sơ tạng các tạng Vì sơ tạ sàn mi nô Ác lý dê chất sơ tạ Á sàn mi nô các tạng Tù nhớ sơ tạng Mê hàng sơ tạ tê Vì bao hoàng vũ tê Về tặng các tặng, su quý tí tặng, đi tặng, buồn nhạc là Mà giảm, về tặng pháp thông, trả nằm tư, đề hòa gánh tòa, ni quỳ đa dục, sắc bề, đồ cà mi dề, sắc tà, chi hoàng tà hà, ra hề tú ca, ma nùi nhạc, phồ cha thằng, sắc bề, ta phản tú, ma ma kề, อิดังวะตะเมตานังตาสะวะกะยาวะโหตุอะระตะอิดังโหเนติดังโหตุสุขิตาตุญญะตะโยอิดังโหเนติดังโหตุสุขิตาตุญญะตะโยอิดังโหเนติดังโหตุสุขิตาตุญญะตะโย